Hoàng Thiên xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Và đây là chương trình phối hợp thực hiện giữa đài phát thanh truyền hình Tây Ninh và truyền hình tin tức Sài Gòn. Và kính thưa quý vị thân mến, với mong muốn được chia sẻ rộng rãi về những kiến thức về luật dân sự, chương trình truyền hình Thấu lý thấm tình được phát sóng hàng ngày là cơ hội để quý vị được gặp gỡ các luật sư, các chuyên gia về ngành luật để được lắng nghe, giải đáp ngọn ngành những vấn đề về luật dân sự, để từ đó thì quý vị có những cách xử lý khi mà chúng ta gặp những vấn đề này ở trong cuộc sống. Và ngày hôm nay mời đến trường quay xin được giới thiệu luật sư Nguyễn Trần Thiên đến từ Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào luật sư ạ. À. Xin chào Hoàng Thiên và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Vâng và thưa quý vị thân mến, nếu như là quý vị chúng ta để ý về luật của nước ta thì cũng khá là gắt và chặt chẽ về cái vấn đề là cho phép người dân sử dụng súng và người dân tuyệt đối là không được sử dụng luôn. Nhưng mà tuy nhiên là Hoàng Thiên thấy có một cái loại súng mà hiện tại người dân của chúng ta vẫn đang sử dụng đó chính là loại súng bắn chim dạ và khi mình nghe đến súng bắn chim thì mình cũng biết cái chức năng của cái loại súng này là gì rồi thì uh, xin được mời uh, luật sư sẽ giải đáp về cái vấn đề là súng bắn chim thì có thật sự là được cho phép lưu hành và sử dụng hay không rồi nếu mà như vậy thì tôi xin trả lời luôn là không dạ bởi vì súng bắn chim á, nó là một cái loại vũ khí hỗ trợ hay là gọi là công cụ hỗ trợ mặc dù là tên của nó là súng bắn chim nhưng chúng ta vẫn có thể làm gây sát thương người khác nếu mà trong trường hợp chúng ta cố tình sử dụng cái công cụ đó để giải quyết những cái mâu thuẫn cá nhân chẳng hạn. Yeah. Và thậm chí ở một cái cự ly cho phép có thể gây thiệt mạng nữa. Cho nên chắc chắn rằng là cái đó nó cũng nằm trong cái danh mục được quản lý rất chặt chẽ và người sử dụng phải cần được nhà nước cấp giấy phép để sử dụng cái loại hình vũ khí đó. Dạ, và với cái trường hợp là nếu như người dân sử dụng cái loại hình vũ khí ở đây chúng ta đề cập đến là súng bắn chim mà nếu như gây thương tích cho người đối phương thì sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? À? ở đây chúng ta thấy nó có rất nhiều cái hành vi sai phạm ở đây thứ nhất là anh sử dụng cái công cụ hỗ trợ là súng bắn chim không đúng quy định pháp luật bởi vì anh không được cấp phép và khi mà anh sử dụng mà gây sát thương cho người khác thì có thể bị xem xét ở hai hành vi thứ nhất đó là sử dụng hoặc là quản lý hoặc tàn trữ sở hữu cái công cụ hỗ trợ vũ khí gây sát thương được quy định tại bộ luật hình sự và nếu mà gây sát thương đến cái mức mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự đó thì còn bị truy cứu về cái hành vi là gây tổn hại cho thân thể của người khác hay còn gọi là gây thương tích cho người khác và tùy theo cái tỷ lệ phần trăm ở mức độ nào thì nó sẽ có cái khung hình phạt phù hợp đến cái mức độ đó, mà dĩ nhiên rằng khi mà dẫn đến chết người thì chắc chắn rằng cái mức hình phạt sẽ ở mức cao nhất, có thể là trung thân hoặc tử hình, tùy vào cái hành vi, tùy vào cái cái tỷ lệ phần trăm thương tích của dạ. mỗi trường hợp. Và cái mức xử phạt thấp nhất hiện tại là như thế nào ạ? Ờ, đối với cái mức xử phạt thấp nhất thì như tôi vừa nói đó là là sẽ bị xử phạt hành chính trước. Nếu như mà chưa có cái uh, chưa có cái 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 việc mà gây sát thương cho người khác và cái mức xử phạt ở đây thì chúng ta có thể uh, tìm hiểu ở các quy định pháp luật về uh, cái luật mà quản lý sử dụng uh, vũ khí quân dụng thì ở trong đó họ quy định chi tiết từng mục từng khoản cho từng loại vi phạm nhưng mà nếu mà chúng ta liệt kê ra ở đây thì chắc chắn rất là nhiều cho nên là có thể tìm hiểu ở văn bản uh, đối với luật quản lý sử dụng và vũ khí quân dụng trái phép Yeah, về cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn rõ là về uh, súng bắn chim có được sử dụng hay không thì chương trình cũng có nhận được một cái lá thư đến từ một bậc phụ huynh như sau Tôi nghe nói là chế tạo súng bắn chim là bị vi phạm pháp luật Do kế nhà tôi có một đám nhóc tầm 2 cho đến 3 đứa học khoảng lớp 11 gì đó tụi nhỏ tự chế tạo súng để bắn chim không biết bắn như thế nào mà trúng vào người đi đường người ta bị chảy máu con mắt không biết có sao không? Nên tôi muốn biết là hành vi này có bị phạt hay không Vậy thì thưa luật sư, ở đây chúng ta đang đề cập đến là một nhóm học sinh chỉ mới học lớp 11 thôi. Thì liệu là những bạn học sinh lớp 11 này có phải tự chịu trách nhiệm hành vi cho mình hay không? Và cụ thể là hành vi làm người khác bị chảy máu mắt thì sẽ bị phạt như thế nào? À, điều trước tiên ở đây là khi mà anh đã gây sát thương cho người khác, mà cụ thể đây là bị chảy máu mắt, ừ. thì quan trọng là cái người bị thiệt hại đó, cái người mà, mà bị chảy máu mắt đó, họ đi giám định mà nếu mà trong trường hợp giám định mà đủ cái tỷ lệ phần trăm để xem xét về hình sự thì thậm chí cơ quan nhà nước có thể xem xét về hình sự bởi vì ở đây chúng ta nên nhớ rằng luật vẫn có điều khoản đối với hành vi vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên. Còn nếu như mà trong trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thì cha mẹ của cái đứa trẻ đó phải có trách nhiệm đứng ra bồi thường cho cái hành vi gây thiệt hại của con mình. Yeah. Đấy cho nên cái việc mà quản lý con cái và phải định hướng, phải giáo dục để mà cái nào là thiệt hại và cái nào là không thiệt hại và cái nào nguy hiểm, cái nào không nguy hiểm thì rất hết sức cần thiết trong những cái trường hợp này. Yeah. và việc người dân tự chế tạo súng bắn chim như thế này thì Hoàng Niên thấy cũng khá là nhiều đấy chứ không ít đâu. Mà đặc biệt là có một số bậc phụ huynh uh, khi thấy con mình tự ý chế tạo những cái loại súng như thế này. À, không chỉ không can ngăn mà lại cho rằng đó là một cái điều rất là bình thường và thậm chí là đổ lỗi cho cái vấn đề là à, con của mình còn nhỏ thì có vấn đề gì đâu không có làm sao đâu nhưng mà đến khi mà có hậu quả xảy ra rồi thì lúc đó chúng ta mới hiểu rằng là thật sự là nó có cái sự quan trọng như thế nào trong cái việc quản lý và giáo dục con cái của mình vậy thì ở cái trường hợp này với những cái bậc phụ huynh có những cái suy nghĩ như vậy thì với góc nhìn của luật sư luật sư nghĩ như thế nào đối với các bậc cha mẹ đó là thứ nhất trước tiên dù cho chúng ta không am hiểu pháp luật thì chúng ta cũng nên xác định cái việc đó cái trò chơi đó nó có nguy hiểm đến con mình hay không nó có nguy hiểm cho những người khác hay không nếu có thì phải định hướng phải hướng dẫn chơi ở đâu như thế nào cho nó an toàn và phải có cái sự chỉ dẫn cho nó à, chứ không thôi nó mang ra đường rồi nó chơi thì vô tình nhưng mà cái vô tình đó vẫn phải chịu trách nhiệm à, cái thứ hai nữa đó nếu mà tốt hơn là chúng ta nên đi tìm hiểu các quy định của pháp luật. Và nếu không tìm hiểu thì rất là nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng tại vì nó sẽ có những trường hợp tương tự mà các kênh báo đài họ đăng thường xuyên. Ví dụ như trẻ nhỏ chơi pháo chẳng hạn, nó cũng nổ tay, nổ chân rất là nhiều. Ví dụ như vậy thì chúng ta có những cái thông tin đó để hướng dẫn cho con cái của mình, vừa bảo vệ cho con cái của mình, vừa bảo vệ cho người khác mà cũng vừa bảo vệ cho chính bản thân mình. Dạ. Yeah và bên cạnh súng bắn chim thì Hoàng Thiên còn biết thêm một loại súng nữa là súng sử dụng đạn cao su và dạ. tìm hiểu từ nhiều nguồn tin thì có loại súng này á có cái chất liệu đạn là bằng cao su làm phương tiện để chống bạo động và được cấp sử dụng cho một số đối tượng nhất định theo quy định của pháp luật thì không biết có đúng như vậy hay không thưa luật sư đúng tại vì cái súng mà có đạn cao su này á thì thật ra đó nhìn cái hình thức bên ngoài thì không khác gì là súng mà đạn thật hết đó. nhưng mà thay vì là đạn thật thì nó là đạn cao su và cái độ sát thương cũng không hề nhỏ và dĩ nhiên rằng cái này nó còn chặt chẽ hơn là cái súng bắn chim nữa tức là nó không cấp cho những người bên ngoài là dân dụng mà chỉ cấp cho các lực lượng vũ trang thôi để thực hiện thực thi cái công tác nhiệm vụ của hạn của mình mà thậm chí là các cơ quan chức năng cũng không phải cơ quan nào cũng có mà chỉ có lực lượng quân đội hoặc là lực lượng công an mới được cấp những cái loại vũ khí này đấy cho nên là đúng là cái này là nó chỉ cấp một cách rất là hạn chế và nó còn quản lý chặt chẽ hơn cả cái súng bắn chim nữa. Dạ vậy thì á, súng đạn cao su này vẫn được tính là vũ khí và vẫn không được phép sử dụng và chỉ được sử dụng cho một số đối tượng được quy định. Đúng rồi. Dạ. À, công dân bình thường cũng sẽ không được phép sử dụng luôn, nhưng mà nếu như dùng á, thì sẽ bị xử phạt như thế nào trong cái trường hợp đó à? Trước tiên á, đối với cái những cái loại này nó thì nó không đơn thuần là cái xử phạt hành chính không. Dạ. Bởi vì đây nó được xem là một cái vũ khí quân dụng mà nếu như anh sử dụng thì là anh đang tàn trữ sử dụng quản lý trái phép vũ khí quân dụng thì coi chừng là sẽ bị khởi tố cái hình sự đấy chứ nó không đơn giản chỉ là hành tránh không cho nên những người nào đang sở hữu cái loại vũ khí này mà không thuộc thẩm quyền cho phép thì chúng ta nên cân nhắc để giao nộp lại cho các cơ quan có thẩm quyền Nha Và Hoàng Thiên cũng nhận được một câu hỏi như thế này Là tại sao cái loại súng này á Lực lượng công an được phép sử dụng mà người dân thì lại không được sử dụng mà trong khi cái chức năng là một cái công cụ hỗ trợ và bảo vệ bản thân à? Thực ra đây không phải là công cụ hỗ trợ và bảo vệ bản thân, bởi vì cái việc mà hỗ trợ bảo vệ bản thân chỉ dành cho các cái cơ quan có thẩm quyền thôi. Nha. Yeah. Bởi vì nó mang cái tính chuyên nghiệp, chuyên môn cao. Khi mà sử dụng loại súng này là cũng cần phải học và cái cách quản lý, cái cách sử dụng, cái cách làm sao để cho nó an toàn chứ không phải là ai sử dụng cũng được. Còn cái việc mà người ta cho rằng là đây cũng là một cái công cụ bảo vệ bản thân không phải tại vì người dân bình thường đã có pháp luật bảo vệ cho mình rồi. Và bất kỳ ai khi làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, tài sản, cơ thể, tính mạng của mình thì các cơ quan pháp luật sẽ bảo vệ mình. Cho nên là chúng ta không thể nào chúng ta lấy cái đó để để mà à, mai mốt lỡ có gì tôi lấy cái đó tôi phòng thân. Nếu mà anh gây sát thương cho người ta thì sao? tất cả mọi thứ đều có quy định pháp luật chứ. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư Nguyễn Trần Thiên rất là nhiều. Và đây là những cái thông tin để cảnh báo những người là bậc phụ huynh trong cái việc là nhìn thấy con của mình tự chế tạo những cái loại súng mà mình nghĩ rằng nó sẽ không nguy hiểm đâu nhưng thực ra sẽ có những cái sự nguy hiểm mà khó lường mà chúng ta không nghĩ đến à, như là ở bức thư mà chúng ta đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình ngày hôm nay một lần nữa xin được cảm ơn luật sư nguyễn trần thiên rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và theo dõi số phát sóng ngày hôm nay nếu như quý vị có thêm những thắc mắc nào cần chúng tôi giải đáp thì xin mời quý vị hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline 0934367565 chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị trong những số phát sóng tiếp theo xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi số phát sóng lần này và ngay lúc này xin chào và hẹn gặp lại